chào các bạn trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lồng đèn trung thu với họa tiết chú rồng xinh xắn như thế này ha đây là toàn bộ xung quanh phần thân nè bên trong thì mình có gắn đèn cũng như là phối một phần cán với hộp nhạc có cái nhạc như thế này ha các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích cho sản phẩm của mình nè bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Lưu ý khi kết thúc vòng các bạn nhớ kéo dài sợi len lên, nghiêng cái sợi len về cái đầu kim móc nè, sau đó guốc lại cho mũi giờ nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc mũi tăng, tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên móc cho mình mũi tăng nè. Làm tương tự cho 5 chân còn lại cho đến cuối vòng. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng ha, là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cái mũi tăng. Tiếp tục kết thúc vòng ha. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất với 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba móc cho mình cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn nè. Sau đó sẽ làm mũi tăng vào chân kế bên. Ta có được cụm móc thứ hai ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Tăng được 6 mũi cho vòng này. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Bút lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ so với cái hàng bên dưới ha, là hàng mình vừa móc nè. Thì hàng mình vừa móc có một móc đơn, sau đó là mũi tăng. Thì đây có một mũi móc đơn lẻ nè. Các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này lên thì mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được hai mũi móc đơn tăng hơn so với cái vòng bên dưới một mũi kế tiếp sẽ là mũi tăng vào chân kế bên ha như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng hoặc ở vòng này các bạn có thể để ý cho mình nè các bạn sẽ để ý cho mình ở cái số mũi móc đơn là em mỗi chân của mình đang là hai mũi thì hai mũi là số chẵn ha các bạn có thể đảo công thức cho mình ở vòng này để đảo công thức thì mình sẽ chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ này ra ở đây hai mũi chia đôi ra mỗi bên một mũi các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa ha thì khi đảo công thức các bạn sẽ làm như sau mình sẽ móc một mũi móc đơn trước sau đó chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng chân kế bên sẽ móc một mũi móc đơn như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn mũi tăng và một móc đơn cộng lại mình cũng có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho đến cuối vòng ha một móc đơn mũi tăng sau đó sẽ là một móc đơn ta sẽ có được cụm móc thứ hai khi móc đến cuối vòng thì cụm cuối cùng nó cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha một móc đơn mũi tăng sau đó là một móc đơn thì hoàn tất được vòng này mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này tăng được 6 mũi cho vòng này ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Tâm kim vào chân đầu tiên, móc một dời, guốc lại lên một xích. Vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình như vòng móc bên dưới, mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha. Ở đây của mình là hai mũi mỗi chân, do đảo công thức nên nó sẽ là một mũi, mũi tăng và một mũi ha. Thì cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên cho mình, mình sẽ có ba mũi móc đơn mỗi chân nè chân đầu tiên chân thứ hai và chân thứ ba ta có ba mũi móc đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng ha thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha sau khi móc đến cuối vòng thì bốn chân móc cuối cùng cũng tạo ra cho mình được cụm thứ sáu ha ba móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng nè như vậy là khi kết thúc vòng mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi. Kết thúc vòng, móc lên một xích. Vòng móc kế tiếp tiếp tục làm tương tự, tăng tình tiến số mũi móc đơn lẻ lên. Ở đây mình có 3 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì các bạn tiếp tục móc cho mình tăng lên một mũi ha. Ta sẽ có 4 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng nè. Các bạn có thể móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên, chân thứ hai chân thứ ba và chân thứ tư có được bốn mũi móc đơn vào bốn chân rồi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hoặc là ở vòng này các bạn cũng có thể để ý cho mình cái số mũi móc đơn là em mỗi chân nè bốn mũi của mình đang là số chẵn thì mình cũng có thể đảo công thức ở vòng này ha các bạn sẽ chia đôi bốn mũi này ra mỗi bên ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân, đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa ha. thì khi đảo công thức nó sẽ như sau, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân trước, chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng và tiếp tục hai mũi móc đơn mỗi chân. như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cặp móc như thế này, hai mũi mỗi chân, mũi tăng và hai mũi mỗi chân, cộng lại mình cũng có được bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa các bạn cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng vòng ha hàng này là 4 mũi thì hàng kế tiếp là 5 mũi 6 mũi 7 mũi và xen kẽ sẽ là mũi tăng và mình cũng có thể đảo công thức cho cái vòng móc có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn ta sẽ móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng bằng với cái phần khung mà mình sử dụng nè thì phần khung của mình nó sẽ có đường kính tầm khoảng 10 cm nha Đối với size này thì ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 10 vòng móc tăng mũi. Hàng cuối cùng của mình là 8 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Khi mà mình so sánh cái đường kính của phần mình vừa móc với lại cái đường kính của cái khung mà mình sử dụng nè. Có rất là nhiều cách để các bạn có thể đo ha. Đây là cái phần khung mà mình sử dụng, đường kính nó sẽ tầm khoảng 10cm. Thì 10 hàng móc mà mình móc đây có đường kính tầm khoảng 9,5cm. Khi các bạn canh chỉnh cho mình cái mũi móc của cái phần mà mình vừa móc đây nè. Canh chỉnh cho mũi móc của mình nó đều lại. Sau đó mình sẽ áp vào trong cái đường kính của phần khung. Thì nó sẽ có độ rộng xấp xỉ bằng với cái độ rộng của phần khung thôi ha, đừng có móc quá rộng. Móc xấp xỉ là được để nó sẽ ôm vào cái phần khung của mình ha. Hàng kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đặt vào cái phần thân khung các cái hàng móc kế tiếp nó sẽ ôm sát vào trong phần thân khung là được ha ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 8 hàng móc móc đều khi mà mình đưa vào trong cái phần thân khung thì cái độ rộng này nó sẽ ôm sát vào trong thân khung ha đường kính tầm khoảng 9,5 cm thì khi đưa vào phần khung nè cái chất len của mình nó có độ co giãn nên nó sẽ ôm sát vào phần thân khung hơn ha hàng tiếp theo thì mình sẽ tạo khoảng trống để mình có thể luồn cái phần cán nhạc này vào ha các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ chọn một chân móc bất kỳ của cái hàng móc này để mình tạo khoảng trống mình có thể chọn cái chân móc phía dưới cũng được ha hoặc là một chân móc bất kỳ ở đây mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào ba chân liên tiếp sau đó chân kế tiếp mình sẽ tạo khoảng trống ha để tạo khoảng trống thì các bạn cũng có thể dựa cho mình vào cái khung mà mình sử dụng nè nó có một cái kén cầm ở bên trên ha các bạn sẽ tạo cho mình cái dây móc xích sao cho nó có độ rộng bằng với cái kích thước đó mình sẽ móc lên một mũi móc xích sau đó bỏ qua một chân móc thì cái chân móc này nó sẽ tương đương cho cái mũi móc xích mà mình vừa móc ha nó cũng tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể luồn cái phần dây kén vào nè sau đó tiếp tục bỏ qua một chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp mũi móc đơn. Thì như vậy là cái khoảng trống này nó sẽ luôn được cái sợi dây của cái phân kén ha. Ở đây mình chỉ luôn làm mẫu thôi nha. Khi móc các bạn không cần phải luôn trước đâu, lát nữa mình sẽ luôn sau cũng được. Sau đó kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống để mình luồn cái phần dây kén vào rồi ha vòng móc kế tiếp mình sẽ viền lại ở cái khoảng trống này các bạn cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cái mũi móc xích mà mình tạo ở đó mỗi chân móc một mũi móc đơn ha khi đến cái chân của mũi móc xích này thì ở đây mình có cái khoảng trống ha các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái khoảng trống chứ không cần móc vào chân mũi móc xích móc vào khoảng trống đó một mũi móc đơn thì như vậy là khoảng trống nó sẽ lộ rõ hơn ha cái chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng các bạn móc cho mình đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình khoảng tầm hai hàng móc nữa để cho cái phần thân của mình nó được sâu hơn ha sau khi đã hoàn tất cho mình thêm hai hàng móc thì lúc này các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình mình sẽ có được cái phần thân với cái độ sâu như thế này khi móc thì nhớ đừng có luồn cái phần dây vào trong trước ha. Các bạn sẽ móc hoàn tất sau đó mình mới luồn dây vào trong. Ở đây mình làm mẫu thôi nè. Từ cái vị trí này đếm ra cho mình tầm khoảng 8 mũi ha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân thứ 8 này. Sau đó tiếp tục bên đối diện cũng làm tương tự ha. Đếm qua cho mình 8 mũi. Từ hai cái vị trí này mình sẽ móc cái họa tiết bờm ở phía ngoài để ý ở mỗi chân móc của mình sẽ có hai đường móc nè theo chiều mình đang móc ha từ cái chân móc mà mình đánh dấu đâm kim cho mình vào đường bên ngoài của cái chân đánh dấu này tháo kim đánh dấu ra ha đâm kim vào chân móc bên ngoài đưa cho mình sợi len ra phía sau nè kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc kế bên móc cho mình một mũi móc đơn và một mũi nửa kép vào cùng chân móc đâm vào cái đường nằm bên trên như thế này ha một móc đơn nè và một nửa kép chân kế tiếp sẽ móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc cũng đâm kim vào đường nằm bên trên luôn ha kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn vào chân móc đó rồi chân kế tiếp móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn tương tự như cái chân đầu tiên này một mũi nửa kép nè một mũi móc đơn khi móc nhớ dấu đen thừa ha Được một nửa của bơm rồi nè Thì móc cho mình vào chân kế bên một buổi dời Ta có được cái phần bơm đầu tiên ha Phần bơm thứ hai thì mình sẽ móc to hơn cái phần bơm đầu tiên Móc cho mình vào chân móc kế bên một móc đơn và một buổi nửa kép vào cùng chân móc Chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Tất cả đều đâm kim vào đường bên trên hết ha hai chân móc kế tiếp mình sẽ tăng cái độ cao của mũi móc các bạn móc cho mình mũi kép đôi ha ta lấy lên hai vòng lên kim sau đó đâm kim vào chân kế bên kéo lên lần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba sau đó tiếp tục mũi kép đôi thứ hai cũng vào cái chân móc đó luôn lấy lên hai vòng lên kim nè đâm kim vào cùng chân móc đó kéo lên kéo qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba ta có hai mũi kép đôi vào cái chân móc kế bên tiếp tục mình sẽ làm ngược lại với cái cụm mình vừa móc ha hai mũi kép đôi vào chân móc kế tiếp mũi kép đôi đầu tiên nè mũi kép đôi thứ hai vào cùng chân móc đâm kim nè kéo qua hai đường lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn ha hạ độ cao của cái mũi móc lên móc hai mũi kép đơn vào cái chân móc kế bên kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai sau đó chân kế tiếp móc cho mình mũi nửa kép sau đó đến mũi móc đơn cũng vào cùng chân móc mũi nửa kép nè mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân móc kế bên móc cho mình một mũi dời để ta kết thúc cái họa tiết bơm chính giữa cũng móc vào đường nằm bên trên luôn ha ta có được cái phần bơm nằm chính giữa thì tiếp tục móc cho mình một cái bơm tương tự như cái bơm đầu tiên sau khi hoàn tất được cái bơm thứ ba rồi bơm thứ ba nó sẽ có kích thước bằng với cái bơm đầu tiên ha lúc này các bạn sẽ móc một mũi dời vào chân kế bên sau đó mình cắt len đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc kéo cái sợi len này ra phía sau sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ có được cái họa tiết bơm như thế này để móc cái phần bơm ở đối diện thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có ở ba cái họa tiết bơm mà mình tạo đầu tiên nè. Đếm coi tổng số mũi móc mà mình móc ba cái mũi này là bao nhiêu chân ha. Thì ở đây nè, chân mũi dời nè. Sau đó tiếp tục ba chân móc của cái họa tiết đầu tiên này ha là bốn mũi. Mũi dời kết thúc cái họa tiết bơm này là mũi thứ năm. Sáu chân móc kế tiếp móc cái họa tiết bơm năm chính giữa nè thì ta có được tổng cộng là 11 chân móc rồi ha. Chân kết thúc mũi dời là cái chân móc thứ 12. Ba chân móc kế tiếp móc cái họa tiết bơm thứ ba. Sau đó là mũi dời kết thúc ha, mình có tổng cộng là 16 cái chân móc để mình móc ba họa tiết này. Lúc này mình sẽ di chuyển kim đến cái chân móc mà mình đánh dấu đối diện bên kia nè, từ cái phần dây mà mình đếm qua ha. Các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình từ cái vị trí mà mình đánh dấu, đếm ngược lại 16 chân móc. Từ cái chân móc mà mình đếm được thứ 16 này nè, đâm kim vào đường nằm bên ngoài. Sau đó mình tiếp tục kéo cái sợi len qua chân móc này. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình ba cái họa tiết bờm này. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thân sau ha. Đây là cái cán mà mình sử dụng nè. Cái bóng đèn này các bạn có thể dùng cho mình keo đen, mình sẽ buộc vào bên này để cho nó không có bị đứt dây ha. Sau đó mình sẽ đưa cái phần đèn này vào cái khoảng trống mà mình chừa ở đây Luôn vào bên trong Các bạn sẽ luôn sát với kế hoạch tiết trái tim ở bên trên ha Để cho cái sợi dây của mình nó ngắn lại Mình có một cái nút ở bên trong nè Thì để mình chặn cái nút này nè Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở cái sợi dây Mình sẽ luôn cái phần nút này vào trong trước Để tạo cái nút thắt thì vòng cho mình một vòng quanh ngón tay sau đó tiếp tục vòng một vòng xuống dưới cái nút mà mình tạo ở đây vòng qua đây và mình sẽ luồn cái phần đèn vào cái khoảng trống này các bạn sẽ guốc lại ha khi mình guốc lại thì canh chỉnh cho cái mũi guốc của mình nó sát với lại cái nút chặn nè thì ta sẽ có được cái phần nút chặn như thế này khi mình sử dụng á nó sẽ không có bị tuột cái sợi dây của mình ha còn cái phần bóng đèn các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm một guốc nếu như mà bóng đèn của mình nó bị cong ha để mình canh chỉnh được cái phần bóng đèn nó nằm chính giữa nè ta sẽ có được một cái phần dây như thế này đây là cái phần khung mà mình sử dụng ha nó sẽ có hai bên nè một bên có cái đường g nằm ở bên trong các bạn có thể nhìn thấy ở cái nút ở bên trên nè thì cái nút ở bên trên nó phải thẳng với lại cái mép của cái phần khung ha thì các bạn đưa cho mình cái cạnh này đưa xuống dưới cái phần bóng đèn và luồn vào cái khoảng trống mà mình tạo đối với cái phần khung thứ hai nó sẽ có cái đường g nằm ở bên ngoài ngay cái phần nút treo này nè các bạn sẽ dùng kìm và mình bấm một đoạn nhỏ như thế này để khi mà mình gắn cái nắp này vào bên trong nắp còn lại á nó sẽ không có bị g ở cái phần dây ha luồn vào cái khoảng trống mà mình chưa ra sau đó gắn cho cái phần này nó vào khớp và đẩy cái phần khung vào bên trong ha ta sẽ có được một cái phần thân khung như thế này có cái đèn sáng ở bên trong nè Bây giờ mình sẽ móc cái mặt trước ha. Cái phần thân sau nè, ở đây mình có 10 vòng móc tăng mũi. Thì các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc mà mình tăng mũi ở vòng thứ 9. Là cái vòng kế cuối ha. Vòng kế cuối công thức của mình là 7 mũi mũi chân sau đó là mũi tăng, cộng lại thì mình sẽ có tổng cộng là 54 mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích với 54 mũi móc xích ha. Tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Từ đây móc lên 54 mũi móc xích là cái số mũi móc mà mình có được ở hàng thứ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 Có được 54 mũi móc rồi canh chỉnh cho cái mặt phải của hàng xích nè Là cái mặt có những cái chữ V xếp chồng với nhau sau đó quay ngược đầu lại đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời lúc này mình sẽ có cái độ rộng bằng với lại độ rộng của cái hàng tăng mũi thứ chín ha ở cái phần thân sau móc lên một mũi móc xích thì cái độ rộng này nó sẽ giúp mình có cái khoảng trống ở cái phần thân trước ở cái phần đèn bên trong ha tiếp tục thì mình sẽ móc tăng mũi cho cái hàng móc thứ 10 thì công thức móc hàng móc thứ 10 là 8 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng Mình có đảo công thức ở hàng thứ 10 nè Các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi mỗi chân trước Mũi thứ hai Mũi thứ ba Mũi thứ tư Có được 4 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc mũi tăng hai mũi cùng chân móc Sau đó kế tiếp sẽ là 4 mũi móc đơn vào mỗi chân Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha 4 mũi mỗi chân, mũi tăng và 4 mũi mỗi chân hoặc là các bạn cũng có thể móc 8 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng có được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi cho vòng này. Và ta đã có được tổng cộng là 60 mũi móc bằng với cái kích thước của phần thân sau rồi. Kết thúc vòng nè. Guốc lại ha, móc lên một mũi móc xích. Khi đã bằng được cái số mũi móc của cái phần thân sau rồi, các hàng kế tiếp móc đều và không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 3 hàng móc đều ha sau khi hoàn tất được 3 hàng móc móc đều này thì phần thân trước của mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc khi mình đặt cái phần thân trước áp sát vào khung nè lúc này cái phần len của mình nó có độ co giãn ha khi mà mình khâu vào thì các bạn nhớ kéo căng cái đường khâu ra để cho cái phần thân này nó ôm sát vào cái khung mà mình sử dụng ha nó sẽ không có bị hở nhiều bây giờ mình sẽ tạo cái phần bờm cho thân trước Đối với phần bờ ở thân trước thì không cần phải chia mũi ha. Các bạn sẽ móc cho mình từ cái điểm mà mình kết thúc này luôn. Móc cho mình một họa tiết bơm tương tự như cái phần thân sau. Mình sẽ móc từ vị trí này luôn ha, không cần phải chia mũi giống như cái phần thân sau nữa. Kích thước của cái phần bơm cũng là 16 chân móc này ha. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn và một mũi nửa kép vào cùng chân móc. Chân thứ hai sẽ móc 3 mũi kép đơn. móc tương tự cho mình giống như phần thân sau ha và tất cả các cái mũi móc đều đâm kim vào đường nằm bên trên theo chiều mình đang móc sau khi đã hoàn tất được một bên của bờm rồi đến cái bờm tiếp theo áp cho mình cái phần này vào trong cái phần thân sau mình sẽ đếm số mũi móc mà mình có được ở đây là bao nhiêu các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len và mình bắt đầu móc thêm cái phần thân ở bên này ha sau khi kết thúc thì móc vào chân móc kế bên một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len lúc này mình sẽ cắt một đoạn len có cái độ rộng to gấp đôi hoặc là gấp ba so với cái độ rộng đường kính của cái phần này đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kéo sợi len ra phía sau ta có được cái phần thân trước xỏ sợi len vào trong kim khâu các bạn sẽ ép cho mình cái phần thân mà mình vừa móc này phần thân trước vào với cái vị trí mà mình đếm được ha sau đó mình sẽ tiếp tục khâu nè ở đây mình sẽ khâu cái phần bơm trước phần bơm của mình khi mình móc vào các đường móc bên ngoài thì bên trong nó sẽ còn như một hàng móc mình lần lượt đâm kim vào hai đường móc song song với nhau song song và tương ứng với nhau ha đâm kim từ phải qua trái nè sau đó kéo lên tiếp tục đưa kim về vị trí ban đầu đâm kim vào chân kế tiếp từ phải qua trái kéo lên Khi khâu một đoạn vừa đủ thì nhớ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại ha Các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết cái phần bơm này Đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau Kéo lên Tương tự cho đến hết phần bơm ha Khi khâu được hết cái phần bơm rồi đến cái phần thân mà không có bơm nè thì cái phần này mình sẽ đâm kim vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân móc tương ứng với nhau ha chứ không cần đâm kim vào đường bên trong đâm vào đường bên ngoài nè sau đó khâu lại cũng đâm kim từ phải qua trái ha khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng khi đã khâu cho mình được đến cuối vòng nè thì bây giờ mình sẽ chụm lại cái phần bơm ở hai cái mặt trước và sau để chụm lại thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng phần bơm nhỏ mình có mũi đơn và mũi nửa kép nè, thì cứ đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau, đâm từ trước ra sau hoặc là từ sau ra trước vào hai chân móc tương ứng ha, trở về vị trí ban đầu nè, mình đâm theo một chiều như thế này, các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết, hoàn tất được một bên bơm rồi đến cái bơm kế tiếp nè, thì cái sợi len của mình nó đang còn dài ha, các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. vào những cái hàng móc như thế này nè mình sẽ giấu tất cả các cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc giấu dần dần cho đến cái phần bên này và mình sẽ khâu tương tự ha khi khâu hoàn tất thì nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc sau đó cắt len thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân của lòng đèn như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần răng cưa mặt trước nè chưa cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích tầm khoảng 30 mũi móc. 1 2 3 4 5 Khi hoàn tất được 30 mũi móc, móc lên một mũi móc xích. Chân thứ 30 móc một mũi móc đơn. Sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được đến chân cuối cùng rồi thì móc lên một xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ tạo một họa tiết cánh quạt ở đây. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Bỏ qua hai chân móc kế bên và đâm kim vào chân thứ ba, móc vào đó một họa tiết cánh quạt ha. Móc vào đó 6 mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Khi có được 6 mũi kép đơn vào chân móc đó rồi thì bỏ qua hai chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Ta sẽ có được họa tiết đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích. Từ đây các bạn sẽ móc cho mình 18 mũi kép đơn vào 18 chân, chưa khoảng 6 chân móc cuối cùng ở bên này để mình tạo họa tiết cánh quạt. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi móc đơn ha. Móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Ta có kép đơn đầu tiên nè. Móc tương tự cho đến khi mình đạt được 18 mũi kép đơn ha kép đơn thứ 3. Khi hoàn tất được 18 mũi kép đơn vào 18 chân rồi thì móc lên một mũi móc xích. Chân của mũi kép đơn thứ 18 móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Từ đây mình sẽ tạo một họa tiết cánh quạt ở 6 chân còn lại, tương tự như cái chân đầu tiên. Bỏ qua 2 chân móc, móc vào chân thứ 3 6 mũi kép đơn. Hoàn tất được 6 mũi kép đơn bỏ qua hai chân, móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc thứ hai cho cái phần uh, thân trước nè. Móc lên một mũi móc xích, chân ta vừa móc mũi móc đơn móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục một mũi dời và cái chân móc của mũi móc xích cuối cùng ở phía dưới. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ dài ha, Ta sẽ có được cái mặt trước như thế này. Bây giờ mình sẽ tăng size cho cái phần mặt trước này. Đưa sợi len ra phía sau nè. Mình sẽ chọn cái mặt phải của hàng mà mình tạo họa tiết sò đầu tiên này nè, là mặt phải ha. Đưa sợi len ra phía sau của 18 cái chân móc á, đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc đầu tiên đó một mũi móc đơn bỏ qua hai chân và mình sẽ tạo họa tiết sò tương tự giống như là cái phần thân dưới ha bỏ qua hai chân móc vào chân kế bên sáu mũi kép đơn được sáu mũi rồi thì bỏ qua hai chân móc móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích từ đây mình sẽ móc sáu mũi kép đơn vào sáu chân chừa cho mình sáu chân cuối cùng ha mũi đầu tiên Khi có được 6 mũi kép đơn vào 6 chân rồi thì móc lên một xích, chân cuối cùng mà mình móc mũi kép đơn đó móc tiếp một mũi móc đơn. Sau đó ở 6 chân cuối cùng mình tạo một họa tiết cánh quạt tương tự. Bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba 6 kép đơn. Sau đó bỏ qua hai chân kế cuối móc vào chân cuối cùng mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc này. Lên một xích và đâm kim vào chân mình móc mũi móc đơn cuối cùng một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc buổi giờ kết thúc kéo sợi len ra phía sau và giấu len thừa hàng móc thứ ba tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên của sáu cái chân mà mình chừa ở bên trên đưa sợi len ra phía sau kéo len qua chân móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó lần lượt móc vào sáu chân đó mỗi chân một mũi kép đơn ha móc cho đến hết vòng Để kết thúc thì móc lên hai mũi xích và đâm kim vào chân mình móc mũi kép đơn cuối cùng một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Cũng đâm kim từ dưới lên trên, kéo sợi len thừa ra phía sau và giấu len ha. Mình sẽ hoàn tất được cái phần mặt trước như thế này. Các bạn sẽ đính cho mình 6 cái chân móc mà mình móc trên cùng nè. Mình sẽ đính sát với cái phần mép của cái mặt trước ha. Dùng keo nến đính vào nè. Khi đã cố định được cái mặt trước rồi, các bạn sẽ kéo căng cho mình cái đường khâu. Mình sẽ xỏ sợi len vào trong kim móc. Kéo căng cho mình cái phần này vào cái chân móc mà nằm chính giữa, thẳng hàng với lại cái cái họa tiết bơm đầu tiên ở phía dưới ha. Sau đó mình sẽ khâu ở hai chân móc tương đương. Khi khâu thì nhớ kéo cho cái phần màu vàng nó căng ra. Đây mình sẽ khâu vào hai chân móc tương đương với nhau ha. Có thể đâm kim từ trên vào trong. Vào hai chân móc tương đương nè nhớ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó sát lại ha. Khâu cho mình khoảng tầm 6 cho đến 7 mũi ở vị trí này. Sau khi đã khâu hoàn tất rồi thì giấu lên thừa vào trong mũi móc. Phần còn lại ở phía sau thì sử dụng keo nến các bạn có thể đến cho mình cố định vào. Lên đối ha. diện thì cũng làm tương tự ha, canh chỉnh cho nó nằm chính giữa của cái phần sườn sau cùng. Mình sẽ khâu khoảng tầm 6 cho đến 7 mũi. Sau đó đến cố định lại. Nhớ kéo căng đường móc ra ha. Thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân trước như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Phần thân dưới thì ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 6 hàng móc ha. Công thức móc tương tự giống như cái phần thân sau. Ta có 6 hàng móc tạo cái độ rộng như thế này. Tương ứng với lại cái phần thân trên rồi ha. Thì các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 11 hàng móc ha. Tạo cái độ sâu cho cái phần thân rồi nè. Khi ướm vào nó sẽ có cái độ tương đương như thế này. Thì bây giờ mình sẽ giảm mũi để bo lại ở phần cổ. Để giảm mũi thì để ý ở cái hàng tăng mũi cuối cùng ở phần dưới. Mình có công thức là hai mũi mỗi chân, mũi tăng và hai mũi mỗi chân, tức là bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên bên trên. Lúc này mình cũng có thể đảo công thức hoặc là không đảo cũng được ha. Mình sẽ móc 4 mũi mỗi chân trước. Mũi đầu tiên nè. Vào chân đầu tiên ha. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Sau khi đã có được 4 mũi mỗi chân rồi, ở cái phần tăng mũi phía dưới chân kế tiếp mình móc mũi tăng, tức là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Nhưng ở đây mình giảm mũi nên các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại, mình sẽ móc mũi giảm ha đâm kim lần lượt vào hai chân nè sau đó kéo len qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc đầu tiên bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc giảm đi được 6 mũi kết thúc vòng nè móc lên một mũi móc xích khi đã có được một hàng giảm mũi rồi hàng kế tiếp không cần phải giảm mũi mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng móc đến cuối vòng thì kết thúc vòng sau đó móc lên một mũi móc xích vòng kế tiếp tiếp tục giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi ở đây mình có bốn mũi thì giảm mi mình, mình cần ba mũi cho cái vòng móc kế tiếp ha móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi mũi thứ nhất, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Khi có được 3 mũi rồi thì hai chân kế tiếp móc mũi giảm. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo lên qua ba chân trên kim. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó tiếp tục móc cho mình xen kẽ thêm một hàng móc đều ha. Sau khi đã hoàn tất được đến cái hàng móc móc đều bên trên rồi nè Thì lúc này cái phần thân nó sẽ có được một cái độ rộng vừa phải rồi mình Móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len Ta hoàn tất được phần thân dưới Bây giờ mình sẽ móc cái phần viền ở cổ Đưa sợi len ra phía sau nè Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào đường móc bên ngoài ha Tức là mình quay ngược đầu móc của phần thân và đâm kim từ trong ra ngoài Đâm kim vào một chân móc bất kỳ vào cái đường móc mầm bên ngoài ha kéo sợi len qua móc lên hai mũi móc xích sau đó chân kế bên móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc cũng đâm kim vào đường bên ngoài luôn nè hoàn tất được 3 mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích chân kế tiếp móc một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích chân kế bên móc 3 mũi kép đơn ta cung chân móc ha lên hai mũi móc xích móc vào chân kế tiếp một mũi giờ sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng khi đã móc đến cuối vòng rồi thì kéo dài sợi len và cắt một đoạn len vừa đủ dài mình sẽ sử dụng cái màu xanh này để mình khâu vào trong thân luôn ha. Trước khi khâu thì nhồi gòn vào bên trong, sau đó khâu lại giống như cách mà các bạn khâu vé ha. Khâu vào những cái chân móc tương ứng với nhau nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trắng phía trước của thân. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Móc lên hai mũi móc xích. 1 2 Đâm kim vào chân móc xích đầu tiên, móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mũi móc đơn đầu tiên và mũi móc đơn thứ hai từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại mình sẽ có hai cái chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân này, mỗi chân là hai mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn nè. Như vậy là ta sẽ có được bốn mũi móc ha. Móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Ta có bốn chân móc thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình ở chân đầu và chân cuối. Móc chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi móc đơn đến chân móc cuối cùng thì móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở hàng này mình sẽ tăng lên được hai mũi móc móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đó móc lại hàng kế tiếp làm tương tự như hàng bên dưới tức là tăng mũi ở điểm đầu và điểm cuối các chân nằm chính giữa thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi chân đầu tiên móc hai mũi cùng chân móc nè các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi móc đơn móc đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc và làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì mình đã móc lên tổng cộng là 5 hàng móc tăng mũi hàng móc thứ năm của mình có tổng cộng là 10 chân móc ha quay ngược đầu móc lại nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi thì hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đặt vào trong cái phần thân nè từ cái chân móc phía dưới cái vòng tròn đầu tiên mà ta tạo với cái sợi len mà mình tạo đầu tiên móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi nó đạt được cái độ cao đến cái phần à, viền cổ bên trên ha Phần tiếp theo thì mình sẽ móc phần chân ha. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Móc lên một dây móc xích là 5 mũi móc. Mũi đầu tiên 2 3 4 và 5. Được 5 mũi rồi móc lên một mũi móc xích. Chân thứ 5 móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân còn lại thì 3 chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng móc 4 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Ta di chuyển kim đến các chân bên này, ba chân móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu len thừa ha. Ở chân móc cuối cùng ban đầu mình móc hai mũi móc đơn rồi, tiếp tục móc vào chân cuối cùng đó hai mũi móc đơn nữa như vậy là ở đầu này mình sẽ có được 4 mũi móc đơn bằng với cái số mũi móc của cái kích thước bên này ha. Kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại, lên một mũi móc xích. Thì cái phần chân mình sẽ tạo cái độ rộng bằng với kích thước này. Các hàng móc kế tiếp móc đều và không cần tăng mũi. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Ở đây mình sẽ có hai phần ha, phần chân trên và phần chân dưới nè thì chân trên các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 8 hàng móc hàng thứ chín mình sẽ giảm mũi còn chân dưới thì sẽ cao hơn chân trên một hàng ha để giảm mũi thì hai chân kế tiếp giảm mũi sau đó ba chân kế bên mũi chân móc một mũi móc đơn được ba mũi móc đơn vào ba chân rồi bốn chân kế tiếp mình sẽ móc hai cái mũi giảm ha mũi giảm đầu tiên nè tiếp tục mũi giảm thứ hai được hai mũi giảm liên tiếp ba chân kế tiếp móc một chân một mũi móc đơn còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó móc cho mình mũi giảm như vậy là khi kết thúc mình sẽ có tổng cộng là 10 chân móc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nhồi gòn vào bên trong ha hai cái phần chân trên đó thì các bạn sẽ nhồi một đoạn gòn vừa phải thôi còn cái phần chân dưới mình sẽ nhồi thật là nhiều gòn vào bên trong cho cái phần chân dưới của mình nó cứng kép sau đó xỏ sợi len vào trong kim khâu các bạn sẽ chập cho mình cái phần chân lại mình sẽ khâu vào hai chân móc tương ứng với nhau khâu tương tự cho mình cho đến hết ha sau đó mình sẽ khâu vào trong phần thân của lồng đèn. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mắt. Ở đây mình đã móc tổng cộng là 4 hàng móc cho phần mắt nè. 3 hàng móc tăng mũi tương tự giống như phần đầu. Được 3 hàng móc tăng mũi rồi tạo cái độ rộng rồi đến hàng thứ tư các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Khi đã có được 4 hàng móc như thế này rồi nè, hàng kế tiếp mình sẽ giảm mũi để tạo cho cái phần lồi ở cái phần mắt. Thì để giảm mũi nè, các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi ha, hai chân móc kế tiếp sẽ móc cho mình mũi giảm. Mũi giảm thì làm tương tự giống như là cái phần chân á. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo lên qua ba đường trên kim. Như vậy là ở cái hàng móc thứ năm của phần mắt mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi móc đơn và một mũi giảm. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Một mũi móc đơn nè Sau đó sẽ là mũi giảm Khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm ha Cắt cái đoạn len này đi Các bạn sẽ thay màu và tạo cái trong mắt bên dưới Đưa sợi len ra phía sau Đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của sợi len thường ha Tức là cái chân của mũi dời mà mình hay guốc nhỏ lại á đâm kim vào đó kéo sợi len qua móc lên một mũi móc xích lần lượt đâm kim vào các đường móc bên ngoài của các cái chân móc này mỗi chân móc cho mình hai mũi nửa kép vào đường móc nằm bên ngoài theo chiều mình đang móc nha mỗi chân móc hai mũi nửa kép tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì kết thúc vòng sau đó móc lên một xích cắt len và mình sẽ tạo cái phần mi mắt ở bên ngoài đưa sợi len ra phía sau ta cũng đâm kim vào chân của mũi dời kéo sợi len qua móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc ghế bên hai mũi kép đơn nó cũng tương tự giống như cái phần viền ở cổ nhưng mà mình chỉ móc hai mũi kép đơn thôi ha được hai mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích chân kế bên móc một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ dày của phần mi mình sẽ móc khoảng tầm 3 họa tiết như thế này ha khi hoàn tất rồi thì kéo dài sợi len và cắt len cũng đưa sợi len ra phía sau sau đó giấu len thừa ta sẽ có được phần mắt như thế này Đến cái phần mũi thì công thức móc tương tự như phần mắt ở bốn hàng luôn ha. Công thức mình có để trên màn hình nè. Khi kết thúc thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng keo nến ha. Khi sử dụng keo nến thì mình không cần phải cắt len dài đâu. Ta sẽ có được phần mũi như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần rau ở phía dưới mũi. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Móc lên 13 mũi móc xích. Mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Khi có được 13 mũi tạo cái độ dài như thế này rồi thì móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc kế bên một mũi nửa kép. Mình sẽ làm tương tự cho đến khi ta đạt được 4 mũi nửa kép liên tiếp vào 4 chân hạc nửa kép đầu tiên nè tiếp tục mũi nửa kép thứ hai vào chân móc thứ hai nửa kép thứ ba vào chân thứ ba và nửa kép thứ tư vào chân thứ tư có được bốn mũi nửa kép vào bốn chân rồi móc lên một mũi móc xích chân kế bên móc một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc Lúc này mình sẽ làm tương tự giống như là cái phần cổ ha. Được hai mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích. Chân kế tiếp móc một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn. Lên hai mũi xích và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Còn lại bốn chân móc cuối cùng ha, thì móc lên một mũi móc xích sau đó móc 4 mũi nửa kép vào bốn chân khi hoàn tất được đến cuối rồi thì móc lên một mũi móc xích chân tay móc mũi nửa kép cuối cùng móc tiếp một mũi dời lên một xích sau đó cắt len tiếp tục sẽ là cái phần tay tay thì tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút móc lên cho mình 6 mũi móc xích mũi đầu tiên 2 3 4, 5 và 6 Được 6 mũi rồi móc lên 2 mũi móc xích Chân thứ 6 móc 1 mũi kép đơn 5 chân kế tiếp thì móc tiếp tục 4 mũi kép đơn vào 4 chân ha. Ta có kép đơn thứ 2 Đến chân móc cuối cùng thì móc vào chân cuối cùng 7 mũi kép đơn cùng chân móc Kép đơn đầu tiên Kép đơn thứ 2 Kép đơn thứ 3 mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy hoàn tất được 7 mũi kép đơn vào chân cuối cùng rồi di chuyển kim đến các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn ta sẽ có 5 mũi kép đơn vào năm chân Khi hoàn tất rồi thì móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân tay móc mũi kép đơn cuối cùng, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn từ đây đâm kim vào cái chân móc của cái mũi kép đơn ta móc cuối cùng đó. Đồng thời đâm kim ra phía sau vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len. Ta sẽ hoàn tất được phần tay như thế này. Tiếp theo thì sẽ đến phần sừng ha. Tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn Mũi đầu tiên Mũi thứ hai Mũi thứ ba Mũi thứ tư Mũi thứ năm Mũi thứ sáu Mũi thứ bảy Và mũi móc đơn thứ 8 Có được 8 mũi rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại Đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên Móc một mũi dời cuốn lại cho mũi giờ nhỏ lại móc lên một mũi móc xích thì cái phần sân mình sẽ dừng lại ở độ rộng với 8 mũi móc như thế này các vòng móc kế tiếp thì móc đều không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có 8 mũi móc đơn vào 8 chân móc ha chân thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ 8 hoàn tất được 8 mũi móc đơn thăm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời guốc lại cho mũi dời nhỏ lại lên một mũi móc xích sau đó làm tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa sân thì mình sẽ có hai phần ha một phần sân dài và một phần sân ngắn sân dài các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 5 hàng móc sân ngắn thì mình sẽ móc là 4 hàng móc có được hai cái phần sân như thế này rồi nè thì bây giờ mình sẽ nối lại ta quay ngược đầu móc của cái phần sân dài lại đâm kim vào chân móc đầu tiên đồng thời các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái sừng ngắn hai chân móc song song như thế này ha móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai của sừng dài và chân thứ hai của sừng ngắn móc vào một mũi móc đơn khi đã nối lại hai cái phần sân này lại với nhau rồi thì mỗi sân của mình có tám mũi nối hai mũi rồi thì mỗi bên sẽ còn lại sáu mũi móc ha các bạn sẽ móc cho mình vào sáu chân của cái phần sân ngắn nè mỗi chân một mũi móc đơn chân đầu tiên nè móc đơn thứ hai tiếp tục đâm kim vào sáu chân của phần sân dài mỗi chân móc một mũi móc đơn Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cái phần sân ngắn. Móc vào đó một mũi dời. Như vậy là khi mình nối hai cái phần sân lại nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 chân móc nối. Tạo cái độ rộng như thế này rồi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mình sẽ không có giảm mũi cũng không tăng mũi ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến khi phần sân của mình nó đạt được một cái độ cao. Mình sẽ móc khoảng tầm hai hàng móc đều ha. Tiếp theo thì sẽ là cái phần răng. Phần răng thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích để tạo cái độ rộng cho phần răng. Được 3 mũi rồi móc lên 3 mũi để mình móc cái phần răng thân ha. Ta lấy len và đâm kim vào chân xích thứ ba kéo len, kéo dài cho mình cái đường móc bằng với 3 mũi xích, kéo qua hai đường trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân thứ hai, kéo lên, kéo dài cái đường móc lên, kéo qua hai đường trên kim. tiếp tục lấy len lần thứ ba, đâm kim vào chân cuối cùng, kéo lên, kéo qua hai đường trên kim. khi trên kim được bốn đường móc, kéo len qua hết các đường trên kim. từ đây móc lên hai mũi móc xích. đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên là cái mũi mà mình chậm nè, móc vào đó một mũi dời tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Tâm kim vào chân của mũi móc xích cuối cùng ở phần thân dưới, móc vào một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu cái phần này vào trong thân ha. Móc cho mình bốn cái răng như vậy. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đuôi nè. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 5 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Có được 5 mũi, nắm sợi len ngắn guốc lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Vòng móc kế tiếp thì mình sẽ có 5 chân của vòng đầu tiên. Các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè. Chân thứ hai. Đến cái chân móc thứ ba thì sẽ móc vào chân thứ ba ba mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai, và móc đơn thứ ba. Khi có được ba mũi móc đơn rồi, các bạn có thể dùng kim đánh dấu, đánh dấu vào chân cùng mũi móc đơn nằm chính giữa ha. Còn lại hai chân móc cuối cùng, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Hoàn tất được đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu. Ở đây mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào 3 chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Được 3 mũi rồi thì đến chân mà mình đánh dấu ha thì cái chân mà mình đánh dấu móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn lúc này mình cũng còn lại 3 mũi móc đơn vào ba chân ha nhớ là đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa của ba mũi móc này sau đó móc tương tự cho đến hết vòng khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời vuốt lại hả? Lên một mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp sẽ làm tương tự, sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến chân mà mình đánh dấu thì móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc cho mình tầm khoảng 8 hàng móc như vậy ha. Khi đã hoàn tất được tổng cộng 8 hàng móc thì cái phần đuôi phía sau nó sẽ có cái độ cao như thế này. Phẳng ở phía dưới và dần dần cao lên ở phần trên nè đưa vào trong thân thì nó sẽ như thế này ha bây giờ mình sẽ móc cái phần sừng ở trên của thân ta sẽ gặp cái phần đuôi theo cái chiều mà mình móc cái chiều cao ba mũi móc đơn này đâm kim vào vòng tròn đầu tiên lên cái chân móc nằm chính giữa này đưa cái sợi len ra phía sau kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim từ cái chân móc mà mình vừa đâm kim xuống đâm kim lên á mình đâm kim tiếp tục xuống đó sau đó đâm kim lên cái chân móc thẳng hàng bên trên móc vào đây mũi móc đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích móc vào chân của mũi móc xích đầu tiên một mũi dời sau đó tiếp tục từ cái chân mà mình vừa đâm kim xuống phía dưới á, vừa đâm kim lên á, các bạn đâm xuống sau đó đâm kim lên cái chân phía trên móc vào mũi móc đơn ta sẽ hoàn tất được cái sân đầu tiên để móc được cái sân thứ hai tiếp tục đâm kim ở cái chân móc mà mình vừa đâm lên đâm xuống và đâm lên chân kế tiếp móc một mũi móc đơn lên hai mũi xích móc vào chân đầu tiên một mũi dời. tiếp tục đâm kim xuống và đâm lên chân kế tiếp móc một mũi móc đơn ta hoàn tất được sân thứ hai làm tương tự cho mình cái sân thứ ba ha khi hoàn tất rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len mình sẽ có được cái phần sườn của đuôi như thế này cắt một đoạn len vừa đủ dài ở cái phần sườn ha để mình khâu vào nè dấu len thừa vào trong mũi móc sau khi đã hoàn tất được tất cả các cái họa tiết trang trí các bạn sẽ dùng keo nến hoặc là kim khâu mình đến cố định họa tiết của mình lên trong thân của lồng đèn ha ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu lồng đèn như thế này Lưu ý khi các bạn khâu cái phần miệng nè, mình sẽ khâu vào mép của cái phần vòng tròn này. Sau đó dùng keo nến đến cố định cho mình cái phần răng này vào bên trong cái phần khung của mình luôn ha. Họa tiết bên trên nè, nó sẽ cứng cáp như thế này. Đối với cái phần chân nè, phần chân ở phía trên thì các bạn sẽ khâu cho mình cái hàng móc mà mình nẹp á, khâu sát ở phía dưới của cái phần viên cổ. Còn đối với cái phần chân ở dưới thì khi mà các bạn khâu cho mình cái hàng móc nẹp cuối cùng rồi vào sát thân rồi ha, mình sẽ tiếp tục khâu thêm một mặt của cái phần chân nữa thì các bạn sẽ khâu cho mình làm sao cho nó sát với phần thân để khi mình sử dụng nó không có bị chạy nè hai chân các bạn đều khâu tương tự như vậy cho mình ha sau khi khâu hoàn tất được chân rồi tiếp tục phần đuôi thì các bạn sẽ khâu cái đường thẳng nằm ở phía dưới còn cái đường chéo nằm ở phía trên ha khâu làm sao cho cái đỉnh của đuôi với hai chân nó nằm thẳng với nhau nè thì khi mà mình đặt cái sản phẩm của mình lên ha đây nó sẽ đứng vững và nó không có bị ngã nè như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu lòng đèn xinh xắn như thế này ha các bạn cũng có thể thay đổi màu cho cái họa tiết của mình nè. Phần đèn khi mình bật lên ha, nó sẽ sáng đèn ở bên trong và có hộp nhạc. Nếu các bạn không thích cái phần hộp nhạc này mình cũng có thể tháo ra hoặc là mình có thể thay đổi những mẫu đèn khác ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.